chào mọi người. Hiện tại thì Kali đang có mặt ở gọi là núi Phật Sơn. Ở đây hình như là lần thứ 3 hay lần thứ 4 Ly đã đến đây rồi. Lần thứ 3 đúng không? Lần thứ 3 Ly có duyên được đến đây để được chiêm bái và lại Phật. Ở đây là một nơi rất là linh thiêng. Chúng ta đến đây để chúng ta cầu nguyện và chúng ta có thể xin Ngài phù hộ, chở che. Và không biết cơ duyên như thế nào mà ở thời điểm này Kali lại được đến Thái Lan để có thể lại Phật thêm lần này nữa. Nói chung là đến nơi đây thì chúng ta sẽ cảm thấy lòng mình rất là bình an. Và tượng Phật này á là tượng Phật đứng giác vàng 99,9999. Nói chung là gần xém một chút xíu thôi là được một tấn vàng đó. Không mọi phải là cố tình người ta lấy số 9 để cho nó đẹp, dính cũ. Vô đây, trưởng đoàn. Cú cái gì? Tự nhiên ta đang quay mà cú, cú như vậy. Con đi qua mẹ đi cú nè. Quyên ơi, con chắp tay lại Phật đi con. Quyên ơi, lại đây nè con, lại đây lại Phật đi con. Đi qua đây lại Phật nè Quyên ơi, lẹ lên. Lẹ lên con ơi, đi qua đây nè con. Đi qua đây nè, qua giữa này nè, lại nè con. Sao không, mình qua đây nè. Bò luôn rồi. Nè Quyên, lại lại Phật nè, lại đây nè con. Nè quỳ xuống lại Phật đi con. Rồi quỳ xuống. Quỳ xuống lại Phật đi. Rồi. Rồi nhìn đây nè. Nhìn Phật lại đi con. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Giỏi quá à, Quyên giỏi quá à. Lại đi con, xá Phật đi. Giỏi. Xá Phật. Ô giỏi quá, Quyên giỏi quá. Phải không? Mọi người đang đi đào gì vậy? Đông trùng hạ thảo. Giống thôi chứ không phải anh ơi. Ờ, giống thôi chứ không phải. Nhưng mà cái này là may mắn hả? Đúng ngày ngày Phật lớn á, ở khu vực này là nó thường hay có. Đây nè, đây nè. Cô Phượng cũng đào được nè. À, cô Phượng đây, đào đây, được. Nhìn thấy ngay trên á. À, hèn gì mới nãy đi vô đây á. Con thấy á là rất là nhiều người, người ta đi đào. Mà con không biết là người ta đi đào gì, con tưởng đó là người ta rớt đồ, người ta đi kiếm. Muốn đi kiếm đi kiếm may mắn coi. Nhưng mà làm sao mình biết được nó nằm ở khu vực nào ta? Nó cái đầu nó. Nó hèn gì mới nãy đi vô, thấy bên kia người ta đào quá trời luôn. Hôm nay ngày Phật đản, anh Thiên nói là mình đào được cái cây này ở ngay chỗ chân núi Phật Sơn là mình sẽ gặp được rất là nhiều may mắn. Là quanh có về cái ngày Phật lớn của Thái. Cái lá nó làm sao Thiên? Màu đỏ. Màu đỏ đó con, nó chấm 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 như cái chùm bông màu đỏ vậy đó. Con có con Phượng nãy nhìn. Nè. Đây của tôi. Đây của tôi nghe, đào giùm nghe. Không, tại tôi phát hiện mà. Ai phát hiện là của người đó đúng không anh? Bắt đầu sâu xuống nha. Kìa đó, đó. Nói nhìn cái bông kìa. Đừng có sâu, xeo vô, đừng có xeo vô đó. Xeo ngoài thôi. Đây, cái cây này đây. Đây. Đó. Trời ơi, đạo đức mẹ của ta. Trời ơi, là trời đức luôn rồi. Ây, cả nhà mình ơi. Mình được cô Mai Du, cô Mai, Mai Du, Mai Du tặng cho mình một cái chụp tấm hình đó. Con này nó như là con ve vậy đó mọi người, con ve. Và cái con này á là nó sẽ giống như đông trùng hạ thảo vậy nè, như cây đông trùng hạ thảo. Đến một thời điểm cái con ve này nó sẽ mọc ở dưới đất, nó mọc lên mấy cái nấm nè mọi người thấy không? Thân cây nè. Giống như một loài đông trùng hạ thảo vậy đó.